Vòng tay bà âu yếm. Tớ yêu bà tớ lắm. Bạn hỏi tại sao ư? Vì bà luôn khen tớ ngoan ngoãn và đáng yêu. Bà hiền hậu bao nhiêu, dù hoàn toàn khác mẹ, có thời gian vui vẻ rảnh rỗi cùng tớ chơi. Tớ chạy nhảy khắp nơi quanh ngôi nhà bà đó, những cuộc trò chuyện nhỏ cứ thế hết ngày dài. Bà của tớ rất tài, việc gì cũng biết rõ. Nhưng bạn ơi có tỏ, bà tớ lớn tuổi rồi. Bà cũng thích ngồi chơi với những người bạn cũ, khoe ảnh của chúng tớ mà mẹ tớ gửi qua. Mỗi lúc ra ngoài chơi, bà đều thương tớ lắm. Đôi khi bà còn tặng những bịch kẹo thơm ngon. Lên xe buýt bon bon, chuyển qua tàu cao tốc, rồi chỉ trong thoáng chốc du ngoạn khắp mọi nơi. Hai bà cháu cùng chơi bao nhiêu trò thật tuyệt, những biệt danh thân thiết ngốc nghếch lại đáng yêu. Thưởng thức nhiều thật nhiều những món ăn thơm ngọt, hai bà cháu đều thích làm bánh và nấu ăn. Cùng xem những chương trình trên tivi yêu thích, rồi cháu cười khúc khích, rồi ôm chặt lấy nhau. Bà ôm tớ thật lâu, ấm êm và dễ chịu. Okay. Tiếng bà sao hiền dịu, hạnh phúc lắm cháu à. Tớ sắp phải về nhà, bà thở dài khe khẽ. Bên bà vui lắm nhé, tớ hạnh phúc vô cùng. Bạn cũng thế đúng không? Cũng yêu bà như tớ. Câu chuyện bà vòng tay bà âu yếm đến đây là kết thúc rồi. Con đọc chuyện gì đấy? À, mẹ đọc nhé.